họ khốc với công cuộc khôi phục quyền tự chủ nước Việt thế kỷ thứ 10. Năm 905, nhân lúc chính quyền nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ, một hào trưởng ở Hồng Châu, Ninh Giang, Hải Dương, mộ quân khởi nghĩa chiếm thành Tống Bình, Hà Nội, tự xưng tiết độ sứ, khéo léo nắm quyền xây dựng một chính quyền tự chủ. Sau khi Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Hạo nối nghiệp cha, tiếp tục những cải cách chính trị, kinh tế táo bạo, củng cố nền độc lập, thống nhất quốc gia. Trong lịch sử Việt Nam, họ Khúc là những người mở đầu cho công cuộc khôi phục quyền tự chủ của nước Việt Nam sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Cuối thế kỷ thứ 9, triều đình Trường An đổ nát, nạn cát cứ của các tập đoàn quân phiệt phong kiến, phiên trấn ngày càng ác liệt. Khởi nghĩa Hoàng Sào 874-884 đã làm lung lay tận gốc nền thống trị của nhà Đường. Ở miền Tây Nam, Vân Nam, Nam Chiếu cường thịnh trở thành một nước lớn, luôn luôn đánh cướp đất An Nam. Cuối năm 862, đầu năm 863, Nam Chiếu đem 50 vạn quân xâm lấn An Nam, chiếm phủ thành Tống Bình. Nhà Đường bỏ An Nam đô hộ phủ, chỉ lo phòng giữ Ung Châu. 3 năm trời, An Nam bị quân Nam chiếm chiếu, chính quyền nhà Đường vì hèn yếu đã tự thủ tiêu quyền thống trị của mình trên đất Việt. Các hào trưởng địa phương người Việt tự mình đem quân chống lại quân Nam chiếu. Và điều đó đã châm ngòi cho phong trào đấu tranh giành quyền tự chủ dân tộc của dân Việt trong suốt 3 thế kỷ, 7, 8, 9 sau một đêm dài tăm tối. Sau khi Độc Cô Tồn, viên tiết sứ ngoại tộc cuối cùng rời khỏi đất An Nam, chớp thời cơ, chính quyền trung ương nhà Đường rệu rã, chính quyền đô hộ như rắn mất đầu, nhân dân Việt lại một lần nữa kiên quyết đứng dậy, tự quyết định lấy vận mệnh của đất nước. Hào trưởng Hồng Châu là Khúc Thừa Dụ được dân chúng ủng hộ đã tiến quân ra chiếm đóng phủ thành Tống Bình, Hà Nội, tự xưng là tiết độ sứ, xóa bỏ thực chất của chính quyền đô hộ, nhưng khéo léo lợi dụng bộ máy và danh nghĩa của bọn đô hộ cũ để chuyển sang giành độc lập dân tộc một cách vững chắc. Khúc Thừa Dụ dựng nền độc lập. Việt Sử Thông Giám Cương Mục Tiền Biên quyển 5 viết: họ Khúc là một họ lớn lâu đời ở Hồng Châu. Khúc Thừa Dụ tính khoan hòa hay thương người, được dân chúng suy tôn. Gặp thời buổi loạn lạc, nhân danh là hào trưởng một xứ, Thừa Dụ tự xưng là tiết độ sứ, mở đầu chính sách ngoại giao khôn khéo trong ứng xử với triều đình phong kiến phương Bắc, độc lập thật sự, thần thuộc trên danh nghĩa. Khúc Thừa Dụ sau khi đã nắm được quyền lực thực tế trên miền đất đai An Nam cũ trong tay, vẫn giữ danh nghĩa, xin mệnh nhà Đường, buộc triều đình nhà Đường phải công nhận sự đã rồi. Ngày 7 tháng 2 năm 906, vua Đường phải phong thêm cho Tĩnh Hải quân tiết độ sứ Khúc Thừa Dụ tước, đồng binh trương sự. Khúc Thừa Dụ phong cho con là Khúc Hạo chức vụ Tĩnh Hải hành quân tư mã quyền tri lưu hậu, tức là chức vụ chỉ huy quân đội, và sẽ thay thế cha nắm quyền hành tiết độ sứ. Tuy còn mang danh hiệu một chức quan của nhà Đường, về thực chất Khúc Thừa Dụ đã xây dựng một chính quyền tự chủ, bãi bỏ quan lại. Chế độ cũ kết thúc, về cơ bản, anh thống trị hơn 1.000 năm của phong kiến phương Bắc. Lịch sử ghi nhớ công lao của Khúc Thừa Dụ như là một trong những người đặt cơ sở cho nền móng độc lập dân tộc. Ngày 23 tháng 7 năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, mặc nhiên Khúc Hạo nối nghiệp cha. Khúc Hạo, nhà cải cách lớn. Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Hạo lên thay nắm quyền tiết độ sứ. Ngày 1 tháng 9 năm 907, nhà Hậu Lương, lúc này đã thay thế nhà Đường ở Trung Quốc, cũng phải công nhận ông làm An Nam đô hộ, xung tiết độ sứ. Nối nghiệp cha và nối chí cha, Khúc Hạo đã đảm đương một cách tài giỏi trọng trách, củng cố nền tự chủ còn non trẻ của dân tộc Việt Nam. Trung Quốc sau khi Chu Ôn cướp ngôi nhà Đường đã chính thức bị chia sẻ thành cục diện 5 đời 10 nước, ngũ đại thập quốc.
giáp giới nước Việt, miền Quảng Châu lúc này nằm dưới quyền cát cứ của cha con anh em Lưu Ẩn. Tuy rằng nhà Hậu Lương đã công nhận chức tiết độ sứ của Khúc Hạo, nhưng năm sau 908, Hậu Lương lại cho Lưu Ẩn kiêm chức Tĩnh Hải quân tiết độ, An Nam đô hộ. Không thôi từ bỏ ý định duy trì ách đô hộ và dã tâm xâm lược lại nước Việt. Phát huy ý chí tự lập tự cường của cha ông, Khúc Hạo kiên trì giữ vững đất nước, chăm lo xây dựng nền tảng độc lập của dân tộc, tiến hành nhiều cải cách quan trọng về các mặt dựa trên quan điểm chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui. Việt sử Thông Giám cương mục: khoan dung tức là không thắt buộc khắt khe quá đối với nhân dân, chống bọn tham ô quan lại, một tệ nạn lớn của thời Bắc thuộc. Giản dị là không làm phiền hà, làm nhiễu nhân dân bởi quá nhiều thủ tục hành chính quan liêu. Yên vui, an cư lạc nghiệp là ý tưởng của nếp sống nông dân nơi xóm làng. Tóm lại là một đường lối chính trị thân dân. Nó chứng tỏ bất cứ một phong trào dân tộc chân chính nào cũng phải có một nội dung dân chủ nào đó. Khúc Hạo đã sửa đổi lại chế độ Điền Tô, thuế má lao dịch nặng nề của thời thuộc Đường. Ông ra lệnh bình quân thuế ruộng, thà bỏ lực dịch, lập sổ hộ khẩu, kê rõ quê quán, giao cho giáp trường, quản giáp trông coi. Từ một mô hình của chính quyền đô hộ nhằm khắc phục tính phân tán của quyền lực thủ lĩnh địa phương, Khúc Hạo đã có những cố gắng đầu tiên hết sức lớn lao nhằm xây dựng một chính quyền dân tộc thống nhất từ trung ương cho đến xã. Ông chia cả nước thành những đơn vị hành chính các cấp: lộ, phủ, châu, giáp, xã. Mỗi xã có xã quan, một người chánh lệnh trường và một người tá lệnh trường. Một số xã ở gần nhau trước gọi là hương, nay đổi là giáp. Mỗi giáp có một quản giáp và một phó chi giáp để trông nom việc thu thuế. Theo sách An Nam Chí Nguyên, Khúc Hạo đặt thêm 150 giáp, cộng với những giáp có trước, cả thầy gồm 314 giáp. Vì nhu cầu chống ngoại xâm, các hào trưởng địa phương phải phục tùng chính quyền trung ương nhưng vẫn có xu hướng cát cứ. Và họ Khúc cũng như triều đại độc lập tiếp theo vẫn phải dựa vào họ để củng cố chính quyền ở các cơ sở. Nhưng xu thế của lịch sử Việt Nam mở đầu từ cuộc cải cách của Khúc Hạo là độc lập dân tộc gắn liền với thống nhất quốc gia. Công cuộc xây dựng nền tự chủ thống nhất của Khúc Hạo mở ra một thời kỳ phát triển mới của xã hội Việt Nam mà các triều đại sau đó sẽ hoàn thành. Khúc Hạo mất năm 917, còn là Khúc Thừa Mỹ lên thay. Năm 930, quân Nam Hán sang xâm lược. Khúc Thừa Mỹ bị bắt, phủ thành Đại La, Hà Nội bị địch chiếm. Họ Khúc khôi phục quyền tự chủ được 25 năm. Giáo sư Trần Quốc Vượng.